Hello mọi người, tuần này mình có khá là nhiều hoạt động vui cho nên là mình sẽ quay vlog lại để cho mọi người xem một tuần qua mình đã làm gì. À mọi người cũng đừng quên follow Insta của mình nha. Còn đây là page Facebook. Bây giờ là 11 giờ tối và mình đang chép bài công nghệ để lấy điểm. Mấy nay lịch học thêm của mình cũng tăng lên khá là nhiều, tại vì còn có 3 tháng nữa thôi là thi Trung học phổ thông quốc gia rồi, nên là mình cũng đi học nhiều lắm, không có thời gian để làm mấy bài tập trên trường luôn, nên là mình toàn thức khuya không à. Chép xong là tới 12 giờ luôn. Oh my god. The next day. Đây là chủ nhật và mình đang ở lớp học văn. Xong là mình chạy qua lớp toán liền luôn. Học cái gì mà nhiều dữ. Thầy vừa phát đề cương mới nữa nè. Hai, mình vừa về nhà và đã tắm xong rồi. Bây giờ mình sẽ quay từng bước mỗi tối mình skincare cho mọi người xem nha. Mới búi tóc lên rồi nè. Bước đầu tiên thôi. Bình thường cuối tuần thì mình sẽ có thời gian đắp thêm mặt nạ nữa, nhưng mà tại vì trong tuần mình bận học hơi nhiều với lại thức khuya dậy sớm đồ nữa, nên là mình chỉ có 3 bước skincare đơn giản như thế này thôi. Mình vừa mới thi xong giữa học kỳ 2 cho nên là bây giờ mặt mình vẫn còn hơi mụn một xíu, nên là mình cũng khá là stress. Bây giờ mình phải chăm sóc da lại thôi. Xong rồi, đợi khô mặt rồi tới bước thứ 2 nè. Trời ơi, làm cái gì vậy? Trời ơi. Nè mụn nè, hu hu. Bước 2. Gần đây thì mình đang dùng cái chai serum cấp ẩm này. Hôm trước mình có up story rồi á, thì trong video này mình sẽ review kỹ hơn nha. Đây là tinh chất cấp ẩm Hydra của Nine Wishes từ Hàn Quốc, nhưng giá thì siêu phù hợp cho học sinh như mình luôn. Thành phần có chứa tới 51% nước dừa nên là sẽ giảm thiểu tình trạng kích ứng nè. Nước dừa cấp ẩm rất là tốt luôn á mọi người. Trong đây còn có 25% sodium hyaluronate, đây là muối của HA, nhờ đó mà nó sẽ bổ sung đủ độ ẩm cho làn da và làm dịu da, thư giãn. Đặc biệt là dòng serum này không có chứa cồn, không chứa hương liệu, đó là điểm mà mình ưng nhất luôn. Ôi nó mát lắm luôn á, có hơi thoang thoảng mùi nước dừa nữa. Mình cảm thấy là da mặt mình kiểu đang được đầy đặn hơn. À mà ngủ máy lạnh thì da mặt sẽ hơi khô tí, nên là cấp ẩm là bước rất là quan trọng. Serum này thì thường được sử dụng vào những ngày da khô hoặc là buổi sáng trước khi dùng kem chống nắng. Như vậy thì sẽ dễ tán hơn á. Và đến bước 3. Tiếp theo đó mình sẽ dùng thêm tinh chất dưỡng trắng cũng cùng hãng luôn và giá cũng khá là ok. Trong đây thì có chứa 73% nước gạo. Chắc mọi người cũng biết là nước gạo giúp da chống oxy hóa siêu tốt luôn. Và còn có các thành phần dưỡng trắng nổi bật như là niacinamide, glutathione, giúp dưỡng trắng và làm giảm thâm nhanh cũng như là ngăn chặn xuất hiện nám tàn nhang. Nhờ sự kết hợp của 5 thành phần này nên mình nghĩ là sự hiệu quả của nó sẽ ok hơn và đặc biệt lành tính. Khóc nè. Chai này thì mình hoàn toàn không nghe được mùi gì luôn á, nhưng mà cảm giác lên da thích lắm. À mọi người cũng có thể chia ra xen kẽ 246 dùng cấp ẩm 357 dưỡng trắng hoặc là ngược lại cũng được nè. À, mà mình siêu thích mấy cái chai serum này luôn á, tại vì nhìn mình như đang chế thuốc trong phòng thí nghiệm. Giờ tới đây là xong rồi đó, bye bye, đi ngủ thôi. Hôm nay thì mình có tiết học văn, lúc này đang thảo luận nhóm để làm bài tập nè. Học xong tiết này thì mình về nhà nghỉ ngơi để chiều cùng đi học tiếp. Từ phút ta cần bảo mày im đi là ông chuyển sang thế bị động. Chuyển sang thế bị động. Two hours later. Hello mọi người, bây giờ mình sẽ đi lên trường để học tiếp thể dục buổi chiều. Thể dục ở trường mình học dưới sân nên là nó nắng lắm, nên là mình sẽ sức kem chống nắng. Này, cái máy này mình tự cắt á, nên là nó thấy ghê. Đây là một combo đi học của mình. Cái này là kem chống nắng, còn đây là son. Giờ này mình đang chuyển qua xài cái loại này. Mình nghe mấy bạn mình kêu là loại kem chống nắng Skin 1004 này xịn lắm, cho nên là bây giờ mình chuyển sang dùng loại này luôn rồi. Đây là kem chống nắng của hãng Skin 1004, xuất xứ từ Hàn Quốc luôn nè. Kem chống nắng này nằm trong bộ sản phẩm chiết xuất rau má từ Madagascar và thuần vật lý 100% nhiên. Loại này thì có chỉ số chống nắng SPF 50+ và BA4+. Điểm mình thích nhất ở đây là nó nhỏ gọn và dễ mang đi học đi chơi. Chất kem thấm nhanh, mùi dịu. Và loại này cũng có nâng tông làm cho da mình sáng hơn, cũng che được nhiều khuyết điểm hơn nữa nè. Thơm. Bây giờ mình sẽ thoa đều ra. Hôm trước mình vừa học được cách tán kem chống nắng, không phải chà chà như thế này đâu, mà là dùng tay dậm dậm để tán đều nó ra. Không mà hình như ai cũng biết, không mình không biết thì phải. Nói nhưng mà nói chung là làm cách này thì kem chống nắng nó sẽ được apply lên da tốt hơn. Mình thấy là kem chống nắng này kiềm dầu khá là tốt. Học thể dục xong thì mình thấy nó cũng không có trôi đi mấy. Ủa đều chưa ta. Và tiếp theo là son môi. Sân trường có nhiều người lắm nên là mình phải son môi để cho nhìn đỡ nhợt nhạt. Mình cũng không dám son đậm tại vì sợ giám thị bắt lắm. Hi hi. Vậy thì đi học thôi. Bye bye. À
đúng rồi, mình có mua một ít đồ để làm quà tặng bạn. Mọi người cũng có thể làm quà handmade như thế này cũng dễ thương lắm nè. Ở đây mình có một cái túi trắng, một đoạn ren trắng, hai con gấu bông với lại một sợi dây đèn. Mình sẽ bỏ ren vô đáy túi trước, xong rồi dán dây đèn vô. Dây này thì mình mua cũng khá là rẻ, tầm 3-4 ngàn một cái hả. Sau khi tháo xong thì mình sẽ đặt vào túi luôn, rồi dán cố định cái hộp pin ở bên hông trong túi giống vậy nè. Xong rồi bỏ gấu bông vào thôi. Để mình thử bật đèn lên cho mọi người xem nè. Wow, siêu dễ thương luôn. Mình để trưng bàn hay là làm đèn ngủ cũng đẹp lắm luôn á. Ta-da, thành quả đây. 3 days later. Trời ơi, cái chiếc vô của tao mày ơi, đừng có quay ra. Hello mọi người, mình đang ở phòng thí nghiệm. Các bạn đeo ngủ nhiên vô mấy bạn mới coi được nha mấy bạn. Đúng rồi, trong đây, trong đây nhiều bụi bặm lắm. Ơi ơi. Đây đó, tao cầm cái này. Nó không có mở tôi. Cái gì? Thiệt có hả? Nó không có mở tôi. Cái gì vậy bà nội? Mình sẽ làm tên lửa nha mọi người. Lớp mình được thầy cho làm tên lửa nước bằng mấy cái chai nhựa, mình chỉ qua phụ một vài phần nhỏ thôi. Years later. Cái này là con cá hay là con mực hay là con chim phượng hoàng cũng được. Cái này là cái miệng của nó là bóng nè mọi người. Thế mày thử thử cho nó phóng luôn. Ra chơi mình sẽ phóng cho mọi người nhớ coi. Hôm nay sẽ là một ngày là những kẻ vô dụng của học sinh cấp 3. Một ngày những kẻ vô dụng của học sinh cấp 3. Cô mình hỏi mình làm bài chưa, mình chưa làm câu nào hết. Nhưng mà mình ngồi mình làm tên lửa. Đúng rồi, lớp này toàn gì? Bởi vì xuất khẩu lao động. Xuất khẩu lao động. Cứ làm đi để tôi quay cho. Wow, như mọi người thấy đó thì mỗi tổ đang rất là năng động chăm chỉ luôn. Nhìn cái bàn nè. Trời ơi, nhìn cái tên lửa đẹp quá vậy. Yay, và bây giờ tụi mình sẽ đi xuống sân để phóng tên lửa thôi. Tụi mình đang tập hợp ở sân trường và lúc này thì đang chuẩn bị chụp hình chung với thầy. Tụi mình đứng nguyên đám chụp hình cái kiểu nhưng mà vẫn chưa đủ nha. Chụp ảnh dưới sân xong còn lên sân khấu chụp tiếp nữa nè. Nào, không, có đổ nước rồi. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Ủa? Trời ơi, ghê vậy. Ủa đâu rồi? Wow. Hi, trưa nay mình đi ăn Haidi Lao đối diện trường luôn nè. Vừa đi ăn hôm nay là hôm sau mình được rủ đi tiếp và 2 ngày liền mình ăn Haidi Lao luôn. Trời ơi, nó ngán xỉu. Wow, nhìn màu đẹp quá ha. Kinh nghiệm ăn Haidi Lao của mình là nên ăn ít thôi để chủ yếu ăn kem với lại mấy cái đồ ăn giặt giặt á. Ở đây thì tụi mình đi ăn 3 người. À mà mình mặc đồ đồng phục mới biết là học sinh thì được giảm giá á. Tập gì vậy? Thế là tao đổi điểm mà tao không biết rồi. Giờ về chưa có mở cửa. Ăn xong rồi về lớp học tiếp nè. Lúc này thì đang học lớp xã hội thì phải. Mà nhờ cô hiệu trưởng mới đổi lịch nên là mình được nghỉ thứ bảy, quá là đã luôn. Wow, học bài chăm chỉ dữ ta. Nhưng mà phải công nhận một điều là tiết xã hội nó hơi khó tập trung. Mình nghĩ là nếu có cơ hội thì những lúc này mọi người nên mở điện thoại ra quay video lại cho nó có động lực. Tự nhiên nhìn xuống thấy cổng trường đẹp quá nên mình cũng quay timelapse lại luôn. Có phụ huynh vào cổng đợi nữa nè. Mình thích nhìn những cái khoảnh khắc này lắm luôn á. Tomorrow. Từ phòng thí nghiệm nhìn ra sân trường chill quá đi. Bây giờ đang là 4 giờ thì phải, nắng đẹp quá à.
Lớp vừa được phát huy hiệu để tham gia ngoại khóa thứ 7 nè. Trong ngoại khóa đó thì có tên lửa của lớp mình làm với lại thí nghiệm hóa lúc nãy á. Có tặng thêm sổ tích điểm nữa thì phải, được cộng điểm 6 môn. Chào mừng mọi người đã đến với chuyên mục mỗi sáng ăn gì của mình. Ok, và ngày đầu tiên hôm nay mình được ăn bánh pita nhân gà ngon lắm. Còn cái này là thẻ cào hay gì á. Chị mọi người cách vuốt tóc đi. Đó, bạn sao sao lên đây vậy nè, nó xong rồi bạn apply lên tóc các bạn. Apply. Đó, bạn apply lên cái tóc bạn nó lấy sáp. Nhìn nó chởm nó mới đều, nó không có đẹp. Cái này là cái xì tay người ta. Thôi rồi, bình thường có làm không? Yeah. Mọi người nhìn mình chill không? Dạ, sáng hôm nay thì mình ăn xôi, còn cái bà kế bên tên là Bảo Trâm, bà đang ăn bánh mì. Tên tên, sáng hôm nay thì mình ăn hamburger. Thôi ăn như đó đủ rồi, bây giờ quay lại học thôi. Hôm nay thì mình có đi cà phê để nhờ Nguyên Khôi chỉ bài cho mình. Wow, nhìn quán cà phê xịn quá trời luôn á. Mình thích không gian rộng như thế này tại vì nhìn nó thoáng, vừa mát mà vừa thoải mái nữa. He he, vừa đi học về là ghé vào cà phê học tiếp luôn, chưa kịp về nhà thay đồ nữa. Ở đây mình có kêu một ly matcha đá xay, còn ly kia là cà phê cúc dừa, ly nào cũng ngon xuất sắc luôn á. Ly của mình là matcha nè. Mình vừa giải xong một đề toán, bây giờ sẽ check lại đáp án ở trên đề. Đây là đề thi trong mấy nhóm ôn thi mà cũng là lần đầu mình làm thử thôi, nên là cũng không có dám mơ kết quả sẽ cao hay gì hết. Nhưng mà có vẻ là đề cũng khá ok, vừa sức với mình, cho nên là mình làm cũng ổn. Trời ơi, mình không ngờ là 8.75 luôn á. Đề có 40 câu mà mình làm được có 29-30 câu thôi à. Nhưng mà nhìn điểm này thì có động lực thiệt sự. Làm xong mình cũng có dò lại đáp án và coi lời giải chi tiết. Lâu lâu cũng có buổi ra ngoài học, mình thấy là tâm trạng thoải mái hơn nhiều luôn á. Nếu được thì mọi người thử ra ngoài, gọi là đổi gió một tí cho nó có động lực. Và đến đây cũng là hết video rồi. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Bye bye.